Hiện nay sản phẩm kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có khả năng trị mụn và phục hồi làn da vô cùng hiệu quả. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng kem trị mụn Cleansit này, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem trị mụn Cleansit MS. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là nó có khả năng trị mụn như mụn trứng cá, mụn bọc, mụn viêm, mụn đầu trắng và ngăn ngừa mụn quay trở lại, đồng thời làm dịu những vết thâm, vết sạm do mụn để lại rất hiệu quả. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem trị mụn Cleansit MS đã mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng kháng viêm, giảm sưng mụn viêm đỏ rất hiệu quả. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem trị mụn Cleansit MS này đều khen cả. Kem trị mụn Cleansit C là sản phẩm trị mụn tốt trên thị trường hiện nay, nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng. Với công dụng thúc đẩy nhân mụn, đẩy nhân mụn, phá hủy nhân mụn, điều trị và phòng chống sự hình thành của các nốt mụn một cách hiệu quả. Đồng thời, theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem trị mụn Cleansit C mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, tiêu diệt những vi khuẩn có hại, giúp da trở nên khỏe mạnh và căng bóng hơn mỗi ngày, hỗ trợ làm giảm tình trạng mụn đỏ, mưng mủ trên da, giúp nhân mụn nhanh chóng được khô và rơi ra mà không tổn thương tới cấu tạo của da. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.